Phát biểu với báo chí, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở hướng Donetsk, Krasny Liman, Zaporizhia và Kherson, đồng thời tấn công phá hủy một trạm chỉ huy, kho đạn dược và nhiên liệu của đối phương. Ngoài ra, Nga cũng đánh chặn một quả tên lửa HIMARS và bắn hạ 35 máy bay không người lái của đối phương. Theo ông Konashenkov, các lực lượng của Nga đã bắn hạ 95 binh sĩ Ukraine và phá hủy một khẩu pháo Sisa do Pháp sản xuất, hai xe chiến đấu bọc thép, ba xe bán tải ở khu vực Kupian trong 24 giờ qua. Các lực lượng Nga cũng đã phá hủy một kho đạn dược của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 của quân đội Ukraine gần khu định cư Kramanoi ở vùng Kharkov, quan chức này cho biết thêm. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, các lực lượng của nước này đã có hàng chục cuộc giao tranh với quân đội Nga trên nhiều hướng trong 24 giờ qua. Ukraine đã thực hiện một số cuộc không kích nhằm vào nơi tập kết binh sĩ, thiết bị của Nga, đồng thời tấn công trạm chỉ huy, hệ thống tên lửa, hệ thống phòng không, hệ thống tác chiến điện tử và nhiều mục tiêu khác.